chuyên đề viện nghiên cứu và đào tạo tế bào gân mật, đặc biệt là phó giáo sư bác sĩ trẻ tài năng Đào Việt Hằng đã cho tôi cơ hội được tham gia báo cáo trong 4 năm tuổi của viện. Nhân đây tôi cũng xin chúc viện ngày phát triển và luôn dẫn đầu trong các nghiên cứu và đào tạo liên quan đến các bệnh về gan mật ở Việt Nam. Báo cáo của tôi có nhân đề một chút sửa đổi so với bản in mà quý vị cầm tay là những yếu tố mới tiên lượng ung thư gan và vai trò của chúng trong việc kiểm soát sự phát triển ung thư biểu mô tế bào gan. Nghiên cứu này tập trung vào nhóm bệnh nhân viêm gan C. Như quý vị đã biết, mỗi năm khoảng 3-7% bệnh nhân sơ gan do viêm gan C mãn tính tiến triển thành ung thư. Với những bệnh nhân đã bền vững sau điều trị kháng virus, tỷ lệ này thấp hơn, có thể dưới 1,5%, 3,5%. Vấn đề là ngay cả khi đã loại hết virus thì vẫn có một tỷ lệ nhất định bệnh nhân tiến triển thành ung thư gan. Các nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố nguy cơ bao gồm tình trạng sơ gan, tuổi, giới và lượng rượu tiêu thụ. Câu hỏi đặt ra, liệu đáp ứng miễn dịch có liên quan đến sự phát triển ung thư gan trên bệnh nhân viêm gan C đã đáp ứng bền vững với virus này không? Liên quan đến câu hỏi này, tôi xin giới thiệu sơ lược về chu kỳ ung thư miễn dịch. Chu kỳ này là một cái khả năng miễn dịch đối với bệnh ung thư mà là một quá trình tuần hoàn có thể tự lan truyền. Có thể tóm tắt trong 7 bước. Mà bước đầu đó là việc giải phóng các kháng nguyên khỏi tế bào ung thư. Các kháng nguyên này sẽ được cái tế bào trình diễn kháng nguyên nhận biết và trình diễn cho tế bào T để kích hoạt tế bào T ở mô lympho. Tế bào T khi đã được kích hoạt sẽ vào máu để di chuyển đến cái mô ung thư, nhận biết được tế bào ung thư và khi nó nhận biết được sẽ kích thích quá trình chết tế bào theo chương trình và lại giải phóng các kháng nguyên của tế bào ung thư. Cái chu kỳ này có thể dẫn đến, có thể bao gồm nhiều yếu tố, có cả yếu tố kích thích hệ miễn dịch và cả yếu tố ức chế cái hệ miễn dịch hay tế bào T ở đây. Thì người ta đã thấy rằng các protein điểm kiểm soát miễn dịch hay là viết tắt là ICP nó cũng có vai trò kích thích hay là ức chế tế bào T trong cái chu kỳ miễn dịch ung thư này. Mà những cái protein điểm kiểm soát miễn dịch có vai trò kích thích như là CD2728, HBM, GUT hay là CD40, Toll-like receptor 2 thì đã được biết đến. Và một số cái protein điểm kiểm soát miễn dịch có vai trò ức chế như PD-1, PD-L1 thì cũng đã rất được biết. Trong những này thì chúng tôi mục đích là để điều tra vai trò của điểm kiểm soát miễn dịch trong cái sự phát triển của khối u hay sự phát triển cái ung thư gan ở những bệnh nhân mà đã đáp ứng miễn dịch và đáp ứng bền vững với thuốc kháng virus. Phần phương pháp chúng tôi sẽ trình bày ở đây một cách chi tiết, từ việc chọn lọc bệnh nhân có gần 1.500 bệnh nhân viêm gan C đã được điều trị ở Bệnh viện Chuyển động thành phố Osaka trong thời gian 17 năm, từ năm 2001 đến năm 2018. Được xem xét hồi cứu, bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu nếu mà đáp ứng được các tiêu chuẩn là trên 18 tuổi, chưa từng điều trị bằng thuốc kháng virus, đạt được đáp ứng virus kéo dài, đã theo dõi ít nhất 6 tháng sau khi điều trị bằng thuốc kháng virus, rồi đã lưu các mẫu huyết thanh và không bị xuất hiện khối u gan trong trước và trong khi điều trị kháng virus, cũng như là không đồng nhiễm virus viêm gan B hay là HIV. Bệnh nhân được theo dõi cao nhất dài nhất là đến 7,5 năm sau khi đáp ứng virus, và có 47 bệnh nhân chúng tôi đã chọn lọc được những bệnh nhân đáp ứng với yêu cầu trên thì có 168 bệnh nhân nhiễm HCV đã đáp ứng yêu cầu trên, và trong đó 47 bệnh nhân là phát hiện là có HCC sau một thời gian cho đến khoảng maximum là 7,5 năm sau quá trình điều trị
hậu thuốc kháng virus cũng như sau cả thời gian đáp ứng với virus, bền vững virus, đáp ứng với thuốc, đáp ứng bền vững hay SVA. Và 121 bệnh nhân mà không phát hiện, không tiến triển thành ung thư mà tối thiểu là được đáp ứng virus kéo dài ít nhất là 2 năm thì 121 bệnh nhân đến được sử dụng hội chứng các nhóm của HCC. Tất cả các cái mô gan có sẵn bao gồm các 32 mô là phần phẫu thuật tại thời điểm kết thúc nghiên cứu hay là 50 cái phần sinh tiết gan của bệnh nhân bị nhiễm HCV tại thời điểm trước khi điều trị thì được cung cấp cho phục vụ cho việc làm hóa môn miễn dịch hay là phân tích miễn dịch liên quan các yếu tố điều khiển miễn dịch này. Rồi các mẫu huyết thanh được tổng hợp ở bốn thời điểm ở trên từ trước điều trị, kết thúc điều trị đạt được cái đáp ứng bền vững với virus và thời điểm kết thúc điều trị tức là thời điểm phát hiện HCV thì được sử dụng mẫu huyết thanh được sử dụng để đo sự biểu hiện giảm hòa tan của 16 protein điều khiển miễn dịch ở đây và bằng công nghệ là từ tính công nghệ từ tính huỳnh quang tàn số. DNA của các bệnh nhân có cái mẫu mẫu phe giữa các tumor và năng tumor ở những bệnh nhân ung thư đã được tách chiết DNA để làm phản ứng để phân tích tình trạng methylation gọi là methyl hóa bằng cái direct sequencing và bão số file. Chúng tôi cũng thu hoạch mẫu máu từ những cái healthy donor, những cái người khỏe mạnh tình nguyện và mẫu máu từ bệnh nhân HCV để chúng tôi tách chiết tế bào T, không phải tách chiết mà là lấy tế bào T và kích hoạt tế bào T nuôi cấy để đo cái điểm kiểm soát miễn dịch được giải phóng ra. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng 6 dòng tế bào ung thư gan đã được phát tế bào ung thư gan trên người và đã được phát triển thành dòng tế bào để chúng tôi kiểm tra những phát hiện được thấy ở trên bệnh nhân cũng như là điều hòa con đường và cơ chế, phân tích về cơ chế. Và bây giờ tôi sẽ trình bày về cái phần là kết quả. Trước hết hãy nhìn vào cái đặc điểm của bệnh nhân của cả hai nhóm không phát triển thành HCC và nhóm phát triển HCC. Chúng ta thấy rằng là những bệnh nhân này không có sự khác biệt về giới, về tuổi cũng như chức năng gan, tình trạng xơ gan, tình trạng nhiễm HCV đều không có biết. Khi chúng tôi phân tích cái đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân sau khi điều trị với thuốc kháng virus thì cũng tương tự với các cái nghiên cứu đã công bố trước, chúng tôi nhận thấy có sự cải thiện chức năng gan một cách đáng kể so sánh với thời điểm trước điều trị, thì thời điểm kết thúc điều trị và thời điểm đáp ứng miễn dịch bệnh, đáp ứng bền vững với thuốc thì chức năng gan được cải thiện thông qua cái việc tăng tiểu cầu cũng như tăng albumin một cách có ý nghĩa thống kê của cái ở cái thời điểm kết thúc điều trị và thời điểm đáp ứng bền vững SBR so với thời điểm trước điều trị, cũng như là việc giảm cái tổn thương tế bào gan cũng có giảm tình trạng xơ gan và cái dấu ấn ung thư. Khi mà phân tích so sánh giữa nhóm không HCC và nhóm HCC thì chúng ta cũng thấy có sự thay đổi tương tự như là tổng số bệnh nhân, tuy nhiên chỉ có cái chỉ số AFP là nó có một sự khác biệt rõ rệt ở bệnh nhân ung thư cao hơn so với bệnh nhân ung thư. Như vậy AFP như các bạn đều đã biết là một cái chỉ số dấu ấn ung thư gan đáng tin cậy từ trước đến nay. Vậy thì còn các cái protein điều khiển miễn dịch thì sao? Ở đây chúng tôi đánh giá cái protein điều khiển miễn dịch thuộc về ba cái họ cụ thể là họ miễn dịch globin hay là thuộc cái họ TNF, thuộc thể TNF alpha hay là thuộc thể TIM. Chúng ta đều thấy rằng cũng giống như các cái yếu tố lâm sàng ở trên thì
protein điều hành miễn dịch này cũng có xu hướng giảm đi và theo quá trình điều trị thuốc kháng virus. Như vậy, cùng với sự cải thiện chức năng gan được chỉ ra ở trên thì việc điều trị thuốc kháng virus cũng điều hòa đáp ứng miễn dịch của bệnh nhân. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét sự biểu hiện của các protein điều hành miễn dịch này ở giữa hai nhóm bệnh nhân ung thư và bệnh nhân không ung thư gan. Rõ ràng các bạn có thể nhận thấy rằng ngay ở thời điểm trước khi điều trị thì những protein điều hành miễn dịch này nó đã tăng một cách có ý nghĩa thống kê rõ rệt ở những bệnh nhân mà sau này phát triển so với bệnh nhân mà sau này không phát triển. Ví dụ như CD27, yếu tố hoạt tăng CD27, CD28, CD40, CD80, 86, tu đa sinh tốc tồn. Như vậy là nếu như thời điểm N kết thúc điều trị hay thời điểm có đáp ứng bền vững điều trị, các cái chỉ số điểm kiểm soát miễn dịch này giảm đi, cùng một số giảm đi và không còn khác biệt, hoặc có thể không còn đặc biệt nữa giữa hai nhóm, thì đến thời điểm kết thúc khi mà thời điểm mà phát hiện SCC thì sao? Ở đây ở thời điểm khi mà phát triển SCC thì các bạn nhìn vào số liệu ở đây sẽ thấy rằng yếu tố hoạt tăng CD27, 28, 40 và 86 tăng trở lại, khác biệt của bệnh nhân ung thư so với bệnh nhân không ung thư. Sử dụng cái phương pháp đường cong rốc để chúng tôi xác định các giá trị giới hạn của các mức biểu hiện trong mỗi phân tử ở đây, và bằng phương pháp Kaplan-Meier phân tích Kaplan-Meier thì những bệnh nhân có biểu hiện cao của CD27, cao của CD28 tổng trên 1530 nanogram ở mặt một lít hay là trên 688 hay là thì đều có cái chỉ giá rằng có một tỷ lệ tích lũy SCC cao hơn so với những bệnh nhân có cái chỉ số điểm kiểm soát miễn dịch này thấp hơn cái ngưỡng. Tương tự đối với AFP là một cái chỉ số ung thư gan đã được tin cậy tham khảo từ trước đến nay. Như vậy là cái mức độ biểu hiện của các protein điểm kiểm soát miễn dịch như CD27, 28, 40, 86 cao hơn ở thời điểm phát hiện SCC, và đặc biệt là CD27, 28 và 40 là gắn liền với cái để chỉ ra là những yếu tố biểu tượng, những yếu tố nó liên quan đến cái tỷ lệ tích lũy SCC cao hơn so với những bệnh nhân có cái nồng độ điểm kiểm soát miễn dịch này thấp. Chúng tôi xin sơ kết những cái phát hiện trong một cái slide sketch như thế này, là rõ ràng chúng ta thấy rằng mức độ biểu hiện của những yếu tố tan CD27, 28 và 40 ở trong CDAM của bệnh nhân cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê ở những bệnh nhân phát triển SCC từ thời điểm baseline, ở cả thời điểm baseline và ở thời điểm kết thúc. Những cái protein này có thể là một cái yếu tố chẩn đoán tiên lượng cho việc phát triển SCC ở những bệnh nhân SCV, SVR. Thì cái CD27, đặc biệt là CD27, chúng tôi đã thấy rằng có một vài nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của CD27 cũng như là nó kết nối với thủ thể của nó là CD70, phối tử của nó là CD70 ở trên tế bào trình hình nhiên, và nó có vai trò trong cái việc tìm thấy nó trong cái vai trò trong cái ung thư thận, ung thư tụy hay là ung thư vú. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu về vai trò của cái chụp CD27 CD70 này ở bệnh nhân ung thư gan. Vì thế trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành điều tra sâu hơn về cái chụp CD27 CD70 này. Đầu tiên chúng tôi đánh giá sự biểu hiện của CD7 ở những mẫu ung thư.
Ở đây là những cái mô sinh thiết. Bệnh nhân trước khi điều trị là chúng ta đều thấy rằng cái CD27 nó biểu hiện trên cái biểu hiện một cái rõ rệt cao ở những bệnh nhân mà có cái hoạt tính viêm cao, chỉ số viêm cao, chủ yếu các vùng viêm mình thấy chúng ta thấy là có rất nhiều cái biểu hiện tăng biểu hiện của CD27. Và khi chúng tôi quan sát ở trên cái mẫu mô bệnh nhân sau mổ, vùng ung thư và vùng không ung thư, thì ở cái vùng ung thư và vùng xung quanh khối ung thì có biểu hiện của cái CD27 này rất rõ rệt, tăng một cách khác biệt ở cái vùng có ung so với vùng không ung thư. Vậy thì nó biểu hiện ở tế bào nào? Việc báo hóa hình quang tới hình quang cho chúng tôi thấy rằng CD7 biểu hiện ở tế bào T, CD3, ở tế bào một cả ở cả tế bào B và ở tế bào đại tế bào, nhưng mà nó không biểu hiện ở những tế bào biểu mô, tế bào gan. CD7 thì được khi mà chúng tôi phát hiện rằng nó nằm nhiều phần lớn tập T, thì chúng tôi lấy tế bào T của máu bệnh nhân người lành và của bệnh nhân đem ra nuôi cấy kích hoạt nó lên, và so sánh giữa cái nhóm tế bào T kích hoạt và những người không kích hoạt, thì chúng tôi thấy rằng là khi quá trình nuôi cấy theo thời gian thì nhóm tế bào T có kích hoạt có hiện tượng tăng biểu hiện của các yếu tố hòa tan, CD7 hòa tan ở trong môi trường, tiết ra trong môi trường. Cùng với đó thì cái CD7 trên màng tế bào lại giảm đi. Như vậy, giả thiết đấy có thể là hiện tượng khi mà tế bào T được hoạt hóa thì những cái protein CD27 trên màng tế bào bị cắt ra, trở thành cái thứ hòa tan và được giải phóng vào môi trường cấy. Nó phản ánh một điều là trên trên mẫu máu chúng tôi thấy CD27 tăng ở những bệnh nhân ung thư, và nó nằm CD27 diễn dài ở những tế bào T mà ở cái vùng viêm đấy, cũng như cái vùng bao quanh khối u của bệnh nhân ung thư. Như vậy CD27 biểu hiện như này có liên quan đến cái việc phát triển khối u như thế nào? Thì chúng tôi điều tra yếu tố phối tử của CD27 là CD70. Thì trước hết chúng tôi kiểm tra xem việc diễn ra của CD70 trên cái ung thư như thế nào. Thì rất là thú vị, ở cái vùng không ung thư thì chúng tôi không thấy biểu hiện của CD70, nhưng những vùng khối u thì biểu hiện CD70 một cách rất là rõ rệt, tăng biểu hiện. Chúng tôi theo dõi dấu ấn CD70 bằng cách huỳnh quang và chúng tôi thấy rằng nó biểu hiện ở trên tế bào biểu mô, tế bào gan và tế bào ác tính là tế bào ung thư, cũng như là ở cái vùng tế bào mật, nhưng mà nó không biểu hiện ở tế bào nội mạc mạch máu. Ở đây là nó có biểu hiện, cùng biểu hiện ở tế bào hình xao ở gan mô đệm, nhưng không biểu hiện tế bào mạch máu. Cái việc biểu hiện tăng sinh rất mạnh ở cái vùng khối u nhưng lại không biểu hiện ở vùng không ung thư đưa đến cho chúng tôi một cái giả thiết rằng khả năng ở cái vùng khối u này nó có hiện thay đổi về tình trạng cái methyl hóa. Vì thế chúng tôi làm cái giải trình tự trực tiếp để tìm hiểu cái tình trạng methyl hóa ở đây. Thì rõ ràng so sánh ở cái vùng không ung thư và so sánh với vùng ung thư ở 42 bệnh nhân, thì chúng tôi đều thấy rằng ở cái vùng không ung thư nó có hiện tượng tăng cái methylation dẫn đến bình thường là không biểu hiện cái CD70, nhưng cái vùng khối u thì nó lại giảm methylation và dẫn đến hiện tượng là tăng biểu hiện CD70 như thế này. Đây là những phát hiện ở trên cái mô ung thư ở bệnh nhân ung thư. Thế còn ở trên cái dòng tế bào người bị ung thư gan mà đã được phát triển thành dòng tế bào thì chúng tôi cũng thấy biểu hiện của CD70 ở bộ protein như này rất là rõ rệt, rất là rõ rệt. Như vậy là rõ ràng khi mà bệnh nhân bị ung thư gan hay là những dòng tế bào ung thư gan thì có hiện tượng tăng biểu hiện CD70 là những phối tử của CD7 mà chúng tôi đã tìm thấy ở trên. Chúng ta có thể có cái circuit thứ hai như thế này. Rõ ràng CD27 là biểu hiện chủ yếu tế bào T và nó
có thể được cắt ra từ cái phần CD trên mạng, CD ở trên mạng để tạo thành một cái CD hàng hóa tan vào trong mô, vào trong máu của bệnh nhân hay là vào trong cái dịch nuôi cấy tế bào. CD27 nó sẽ gắn với cái CD70 là cái phối tử của nó ở trên, mà nó biểu hiện rất là rõ rệt hay là rất là tăng biểu hiện ở những cái vùng ung thư và ở những tế bào ung thư, cùng với cái việc mà nó giảm mà methyl hóa ở cái vùng này. Như vậy thì cái chụp CD7 CD70 này khi mà nó gắn với nhau thì nó liên quan gì đến việc phát hiện, đến việc tăng sinh của tăng biểu đến phát triển thành thành ung thư? Thì chúng tôi sử dụng cái protein tái tổ hợp CD27 điều trị trên tế bào ung thư gan, tế bào Hepatitis 2, và chúng tôi thấy rằng việc tăng liều hay tăng thời gian điều trị đều dẫn đến cái việc là tế bào này tăng sinh một cách rõ rệt, tăng sinh một cách rõ rệt. Và những cái gen liên quan đến cái việc kích thích cái chu trình tăng sinh tế bào đều tăng biểu hiện một cách rõ rệt cùng với việc tăng liều của cái CD27 protein tổ hợp này. Và chúng tôi phát hiện rằng con đường dẫn đến cái việc tăng sinh tế bào này là thông qua cái việc phosphorylated ERK pathway, tức là con đường ERK. Mà những cái khi mà chúng tôi sử dụng cái việc ức chế những con đường này thì chỉ có con đường ERK là không, là sử dụng chất ức chế là nó làm đảo ngược quá trình tăng sinh tế bào. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái chúng ta có thể kết luận rằng cái việc, từ cái việc tế bào trình diện kháng nguyên trình diện phát hiện ra những cái kháng nguyên của tế bào ung thư thì tế bào T nó tăng cường biểu hiện CD27, và những CD27 được cắt ra khỏi cái tế bào T này sẽ gắn với CD70 trên màng tế bào ung thư và kích hoạt tế bào ung thư tăng sinh thông qua con đường ERK, khiến cho tế bào ung thư tăng sinh không kiểm soát được. Nghiên cứu này nó gợi ý ra rằng cái việc sử dụng CD27, 28 và 40 như là một cái dấu ấn miễn dịch để chẩn đoán cái nguy cơ, để dự đoán cái nguy cơ phát triển ung thư ở bệnh nhân HCV-SVA này. Cũng như cái chụp CD27 CD70 là một cái chụp quan trọng trong cái việc kích thích cái sự tăng sinh tế bào ung thư ở bệnh nhân. Cuối cùng tôi xin cảm ơn các cái thành viên của khoa gan mật ở bệnh viện Chuyên nghiệp thành phố Osaka, và cảm ơn các cái quý nghiên cứu.